Em làm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Đến 12 giờ đêm, 12 giờ đêm xong em lại chạy đến phòng thu làm cho đến 3-4 giờ sáng. Xong em lại về nhà ngủ, xong lại hôm sau lại 9 giờ sáng dậy đi làm. Ngày nào cũng thấy luôn, từ thứ hai đến chủ nhật chỉ để nuôi cái đam mê này. Đúng rồi, đúng rồi. Fit Daily, cà phê thật kết nối thật. Fit Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rock Việt. Nói chung là lúc đó mình chưa biết cuộc đời nó ra sao hết á, bị giống như là một tờ giấy trắng vậy á. Xong rồi kiểu em ra đó xong mà em cảm giác nếu như mà không có tiền thì sẽ không có cái gì xảy ra ở đây hết á. Và không có câu chuyện thần tiên nào ở đây hết á. Tất cả mọi người trong team Carrick là ai cũng là những con người yếu đuối. Kể cả anh Carrick luôn. Và sành ăn. Đúng rồi, sành ăn. Anh rất là gọi là nể phục những người mà cảm xúc dồi dào nhá. Giống như kiểu là khi mà xem một cái gì đấy mà họ có thể khóc rưng rức được luôn. Em không biết mọi người sao chứ em kiểu nếu mà thấy người ta một cái màn trình diễn nghệ thuật nào mà nó quá hay, nó quá là đỉnh thì em sẽ khóc à. Đúng rồi. Kiểu như là em nhìn thấy một bé gái ở dưới Bình Dương khoảng chừng 10-15 tuổi gì đó, kiểu hắn nhảy hip hop á. Mà kiểu hắn nhảy xong một cái là kiểu em nước mắt rưng rưng luôn á. Kiểu wow. Hồi đầu em cũng không nghĩ là tại sao mình lại kiểu chơi rap ấy. Với cả là một đứa con gái chơi rap nó cũng là một cái điều là gọi là khó hơn rất nhiều so với các bạn trai. Đấy là một điều không thể nào mà phủ nhận được. Nhưng mà điều gì mà em cảm thấy khó nhất trên cái con đường này? Đối với em nó là sự không được công nhận. Tại vì bản thân mình là một rapper, mình làm nhạc cho khán giả nghe mà khán giả không công nhận mình, đó là một điều gọi là rất là bad trip. Quên lời rồi đó. Quên lời rồi. Bài của mình mà mình có quên lời. Em ơi, tha cho anh già rồi. Bài đó 2016 rồi, là bây giờ là 5 năm rồi. Giống như kiểu là em đi học đại học xong thì bây giờ bắt làm bài cấp 2 rồi. Cái nó quên ngang à. Đúng rồi. Em làm từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm. Đến 12 giờ đêm xong em lại chạy đến phòng thu làm cho đến 3-4 giờ sáng. Xong em lại về nhà ngủ, xong lại hôm sau lại 9 giờ sáng dậy đi làm. Ngày nào cũng thấy luôn, từ thứ hai đến chủ nhật chỉ để nuôi cái đam mê này. Đúng rồi. Kiểu em cứ tưởng nha, học ra rồi kiểu đi chơi hip hop với anh em là kiểu sẽ có. Nói chung là lúc đó mình chưa biết cuộc đời nó ra sao hết á, bị giống như là một tờ giấy trắng vậy á. Xong rồi kiểu em ra đó xong mà em cảm giác nếu như mà không có tiền thì sẽ không có cái gì xảy ra ở đây hết á. Và không có câu chuyện thần tiên nào ở đây hết á. Xong rồi em sẽ đi làm những cái công việc đầu tiên, ví dụ như là kiểu làm cơ khí, làm mấy cái mà sắt cho người ta. Xong rồi kiểu có mấy pha em thấy ông kia kiểu ông làm chung á, ông bị dập cả hai cái ngón tay luôn. Kiểu ông để vô xong rồi dập gãy hai ngón tay của ông luôn. Cái em nói wow, không làm cái này nữa. Em sẽ đi làm cái gì đó nhẹ nhàng hơn. Nó cũng khó khăn lắm. Nếu mà không nhờ vì chương trình này chắc cả đời em chắc cũng chỉ dừng lại ở Hà Nội. Fin Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa sao? Em đang làm cái gì
chỉ không hiểu, không đoán được. Em không có nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.